Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Lê Giang thiếu ngủ vì buôn bán vất vả, người tôi gầy sộp hẳn xuống. Tôi thề với mọi người là lâu lắm rồi không đụng dao kéo, không chích choát, giải phẫu gì nữa, Lê Giang nói. Trên kênh YouTube của diễn viên Lê Giang đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh hậu trường cô và nghệ sĩ Kim Tử Long ngồi làm giám khảo một game show truyền hình. Kim Tử Long, tôi livestream không phải để bán hàng. Mở đầu clip, nghệ sĩ Kim Tử Long than phiền với Lê Giang. Thời gian này tôi khổ dễ sợ, không đi diễn, nhà hàng cũng đóng cửa, nghỉ ở nhà hết, chỉ có Lê Giang làm bán hàng online được thôi. Lê Giang nghe vậy liền phản bác, em thấy anh suốt ngày livestream mà anh kêu không bán hàng online à. Kim Tử Long phân trần, tôi livestream không phải để bán hàng kiếm tiền mà vì buồn quá nên livestream cùng mọi người thôi. Tôi vốn thích hát nên cứ tối đến thì cầm mic ra hát. Tôi nói cho mà nghe, đôi khi livestream là sở thích của người ta chứ không phải để bán hàng kiếm tiền. Lê Giang, tôi thề với mọi người là lâu lắm rồi tôi không đụng dao kéo, không chích toát, giải phẫu gì nữa. Tiếp đó Lê Giang chia sẻ, đã lâu lắm rồi tôi và anh Kim Tử Long mới gặp nhau vì dịch bệnh nên chúng tôi ngưng mọi hoạt động, đến giờ mới quay lại sân khấu. Anh tôi rất mê game show và thích quay game show lắm, nhưng mùa dịch nên phải cách ly ở nhà để bảo vệ sức khỏe. Kim Tử Long nghe vậy liền khen Lê Giang. Tôi lại thấy, nhờ ở nhà mà Lê Giang ngày càng đẹp ra, người ta thường nói thời gian sẽ làm người ta già đi, nhan sắc phai tàn, nhưng tôi không hiểu sao Lê Giang lại ngày càng trẻ ra. Lê Giang tưởng Kim Tử Long đang có ý nghi ngờ mình phẫu thuật, liền vội thanh minh. Dạo này tôi bớt sửa lại rồi, tôi quyết định sẽ không sửa mặt sửa người, không đụng tới dao kéo nữa để giữ gìn nhan sắc. Dù sao tôi cũng đẹp rồi nên không cần sửa nữa. Bây giờ tôi chỉ lo buôn bán thôi, thiếu ngủ vì lo buôn bán người tôi gầy sộp hẳn xuống. Sau mấy ngày nghỉ ai cũng tưởng tôi phải đi làm lại mũi, nhưng tôi không làm gì hết. Tôi thề với mọi người lâu lắm rồi tôi không dao kéo, không chích choát, giải phẫu gì nữa. Tôi gầy đi chỉ vì lo buôn bán làm nhiều. Thời gian này tôi buôn bán online nên ngủ ít lắm. Ngoài ra Lê Giang cũng thông báo, tiệm nail đó của tôi dẹp rồi, nhưng dẹp để đổi chỗ mới, tôi đang tìm chỗ mới. Được biết mùa dịch vừa qua Lê Giang là một trong những nghệ sĩ buôn bán tích cực nhất. Thời gian không đi show, Lê Giang bán nước ép trái cây, các loại và một số mặt hàng. Công việc kinh doanh online của Lê Giang khá thuận lợi. Em trai Hoài Linh chỉ trích hàng xóm thiếu tình người khi sửa nhà. Nam ca sĩ cho rằng những người xung quanh đang cố tình không thông cảm, gây khó dễ cho anh và những người thợ xây dựng. Dương Triệu Vũ được khán giả biết đến là em trai của Hoài Linh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì anh cố gắng đi bằng đôi chân của mình, không nhờ cậy tiếng tăm anh ruột. Vừa qua anh gây chú ý bởi dòng trạng thái bức xúc về chuyện sửa nhà chung cư vào buổi trưa thứ Bảy và bị bảo vệ nhắc nhở khi hàng xóm than phiền. Dương Triệu Vũ không hài lòng về việc cản trở sửa nhà. Dương Triệu Vũ bức xúc vì bị đình trệ công việc làm tại căn hộ. Vừa qua nam ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng khá hoang mang trước dòng trạng thái ngắn nhưng thể hiện rõ sự khó chịu. Cụ thể Dương Triệu Vũ cho hay đang thi công máy má trong chung cư, nói thứ Bảy ngày nghỉ nên muốn ngủ trưa, ủa 2 tháng rồi nghỉ chưa đủ hả. Chỉ khoảng ít phút đăng tải thì sự bức xúc này nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn. Thông thường tại các khu căn hộ thì không cho phép sửa chữa gây tiếng ồn trong 2 ngày cuối tuần để đảm bảo sự yên lặng, không gian nghỉ ngơi của những người xung quanh. Rất nhiều bình luận phản đối suy nghĩ của Dương Triệu Vũ. Họ cho rằng ở khu đông người và đây là luật thì cần phải tuân thủ, tôn trọng những người xung quanh. Sai lè ra, mình làm nhôm kính đi lắp đặt. Thứ Bảy chủ nhật muốn làm gì là phải làm chui, không được bật máy khoan hay mấy thứ gì gây tiếng ồn, không gian chung cư của người ta mà cứ làm như nhà riêng của mình vậy. Chưa người ta ngủ nghỉ là đúng rồi, còn phàn nàn ngược cái gì. Ai cấm sửa nhà nhưng phải tránh mấy tiếng giữa trưa ra. Giờ khác ông làm thoải mái, ai thèm nói. Quy định chung các khu chung cư nói chung là không thi công cuối tuần và lễ. Làm sai rồi còn la gì, nghệ sĩ là vậy được à. Dương Triệu Vũ lên tiếng giữa tranh cãi việc sửa nhà vào ngày cuối tuần. Ngay lúc này đây, từ phía nam ca sĩ cũng đã có phản hồi chính thức về dòng trạng thái gây tranh cãi. Anh nói rõ lý do vì sao mình cần thay đổi một số ngóc ngách trong căn hộ và vì điều gì khiến anh bức xúc đến như vậy. Cụ thể, em trai Hoài Linh thẳng thắn cho biết, sau 8 năm mình ở đây thì anh muốn thay đổi căn hộ vì phong thủy cho dễ ngủ và tạo công việc cho người thân trong mùa dịch. Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ luôn gặp vấn đề rắc rối từ khâu ban quản lý duyệt mất 3 tiếng đồng hồ, thang máy quá tải cũng như nhiều chuyện mệt mỏi cho anh và cả người thi công. Anh hủy nhiều show diễn để ở nhà mùa dịch.
anh bức xúc. Rồi đến hôm nay sau 1-2 tiếng đàm phán mọi người lên làm, thì được báo chỉ được tới 11 giờ tức làm 2 tiếng. Tôi hiểu đây là luật, nhưng đâu cũng có tình người nên thông cảm cho các bạn ấy. Vì mất quá nhiều thời gian chờ đợi 3 ngày liền nên bị trễ tiến độ. Hàng xóm của tôi giống như chờ đợi đến giờ để làm khó tôi. Đúng 11 giờ 15, bảo vệ lên nói tôi phải ngưng ngay vì có cư dân than phiền. 2 ngày nữa quay lại, đối với tôi thì bình thường. Vì nhà tôi mà có cần đi đâu đâu mà vào phòng nằm là xong. Nhưng mà các bạn này từ quận 9, Tân Bình, Gò Vấp tới, vừa làm được 1-2 tiếng thì bắt đi về, thứ hai quay lại sao được. Sao ác vậy, ai cũng muốn cho xong việc mà. Bên cạnh đó giọng các em lỡ thôi à, cũng chẳng ngần ngại chỉ trích những người lân cận trong khu mình sống. Điều tôi cảm thấy khó chịu đây là sự thiếu tình người, tình hàng xóm. Sống phải biết bao dung và thông cảm. Tôi cũng từng nghe nhiều âm thanh và nhiều điều khó chịu lắm, nhưng thôi vì nghĩ mình cũng có lúc rơi vào tình trạng đó nên thôi, đỡ stress, đỡ mệt. 2 tháng nay, đa số đều ở nhà không làm gì cả, đến lúc được đi làm thì bị bắt nghỉ. Tôi ao ước được đi làm lắm nè, và có lẽ tôi không có thói quen ngủ trưa nên không hiểu được nó cần thiết cho cuộc sống đến thế. Cụ thể dòng trạng thái lên tiếng từ nam ca sĩ, đến hiện tại anh đã xóa hẳn cả 2 status và không có chút dấu vết nào ồn ào lần này trên trang cá nhân. Có lẽ Dương Triệu Vũ đã thấy câu chuyện đi quá xa nên tháo chúng đi là điều cần thiết. Tuy nhiên anh cũng thẳng thắn chốt lại vấn đề. Cảm ơn mọi người chịu hiểu, ai không hiểu thì tôi cũng chịu. Ra sức tập gym, Trấn Thành bị Harugon hành lên bờ xuống ruộng. Harugon hài hước ra vẻ như cô giáo la mắng khi thấy Trấn Thành tập tạ để giảm mỡ bụng tại nhà, khiến khán giả không khỏi bật cười. Những ngày vừa qua khi dịch bệnh diễn ra, các nghệ sĩ đã cách ly toàn xã hội phải ở nhà và không chạy xô. Trấn Thành luôn trổ tài nấu ăn tẩm bổ cho vợ và bản thân, nhưng vẫn không quên tập luyện thể dục, giữ vóc dáng không bị béo. Cách đây vài ngày trên trang cá nhân, nam MC đã khoe ảnh diện đồ thể thao với những dụng cụ tập luyện xịn sò, chứng minh bản thân rất chăm chỉ rèn luyện thể lực tại nhà, nhưng vẫn bị nhiều người hâm mộ bình luận trêu chọc. Được biết trong những ngày dịch, Trấn Thành tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình. Harry Won chỉ dạy ông xã tập gym. Mới đây trên kênh YouTube, nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip ngắn cùng ông xã tập tạ tại căn hộ cao cấp. Theo đó, nam MC chăm chỉ đốt bụng mỡ sau những ngày nghỉ dịch quá lâu tại nhà. Dù anh đã chứng tỏ bản thân rất cố gắng trong chuyện tập luyện giữ dáng, nhưng có vẻ không mấy ai tin tưởng anh chàng mà còn trêu chọc. Harry Won còn hài hước ra vẻ như một cô giáo dạy học sinh, liên tục lớn tiếng khi thấy ông xã làm sai khiến nhiều người vô cùng thích thú. Harry Won nghiêm khắc chỉ dạy ông xã Trấn Thành tập gym tại nhà. Ban đầu giọng canh cứ đi đi đã dành lời khen động viên đến ông xã khi chuẩn bị tập, chồng giỏi quá à. Vì sự cố chiếc tà ráp không chặt, Trấn Thành đã khiến Harry Won than thở vì làm hư đồ. Cô nàng ra vẻ như một giáo viên nghiêm túc dạy phải lớn tiếng, làm lại đi khiến anh cũng bật cười trước giọng điệu của vợ. Nam MC thường luyện tập thể dục chăm chỉ để có thân hình thon gọn, đẹp hơn sau khi quay lại với công việc. Bị bà xã la lớn, Trấn Thành đáp lại, tập gym hơn đi học mẫu giáo nữa. Sau cuối buổi tập, cô đã động viên và dành lời yêu thương cho ông xã. Harry Won vội đến ôm khen Trấn Thành. Anh thương em đi, chồng em giỏi quá à. MC Trấn Thành chạy show liên tục sau mùa dịch. Sau một thời gian dài ở nhà vì dịch bệnh, đến hiện tại, các nghệ sĩ V-Beat đều quay trở lại công việc và bắt đầu tham gia các dự án hay game show truyền hình. Về Trấn Thành, anh liên tục cập nhật những hình ảnh chạy show những ngày vừa qua, thậm chí ngày ngủ chỉ được 3 tiếng đồng hồ. Được biết, cách đây vài ngày, Harry Won cũng đăng tải dòng trạng thái nói về việc chồng dành quá nhiều thời gian cho công việc đến mức một ngày chỉ nghỉ ngơi vài tiếng. Nữ ca sĩ dành lời yêu thương đến Trấn Thành. Chồng mình đi quay suốt, hôm kia ngủ 1 tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng. Bên cạnh đó, anh cũng đăng tải hình ảnh thông báo việc thiếu ngủ vì quá nhiều việc. Sau thời gian tập luyện ăn kiêng, Trấn Thành lấy lại vóc dáng gọn gàng so với trước đó. Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của Trấn Thành Harry được nhiều người nhận xét rất thú vị bởi cả hai đều có khiếu hài hước. Không chỉ trên sân khấu trường quay mà ngay cả ở nhà, hai vợ chồng này cũng rất biết cách cho nhau. Bên cạnh đó, nhiều người thầm ghen tị với tình cảm cũng như sự thể hiện yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Ngô Kiến Huy khai trương cửa hàng, tình tin đồn Ribisachi cũng có mặt nhan sắc nổi bật. Mới đây, hot girl Ribisachi cũng góp mặt sau buổi khai trương cửa hàng của Ngô Kiến Huy, hợp tác với Huỳnh Phương và Tiến Luật. Cách đây không lâu, dư luận xôn xao thông tin Ngô Kiến Huy đã có tình mới sau một năm chia tay Khổng Tú Quỳnh. Đó là hot girl Ribisachi. Dân tình còn soi ra loạt bằng chứng bí mật hẹn hò của Ngô Kiến Huy và bạn gái tin đồn, dù hai người đã cực kỳ khéo léo che đậy.
Đáng chú ý hơn nữa, hot girl Ribi Saichi cũng góp mặt trong buổi khai trương cửa hàng của Ngô Kiến Huy, hợp tác với Huỳnh Phương và Tiến Luật. Trong dàn khách mời bao gồm Sĩ Thanh, Thu Trang, Huỳnh Phương còn có sự xuất hiện của hot girl Ribi Saichi. Điều này làm dân mạng bán tính bán nghi khi tình tin đồn đến chúc mừng Ngô Kiến Huy. Hay là đến mừng cho thành công của những người bạn thân đây, chưa rõ lý do chính xác là gì. Nhưng khoảnh khắc các mỹ nhân 8X 9X cùng đỏ sắc thôi đã đủ gây chú ý. Ribi Saichi xuất hiện trong sự kiện của Ngô Kiến Huy. Cô còn chụp ảnh chung với vợ và bạn gái của Tiến Luật và Huỳnh Phương nhưng lại né chụp cùng Ngô Kiến Huy. Ninh Dương Lan Ngọc cũng đến chúc mừng đồng nghiệp. Không gian viện thẩm mỹ của Ngô Kiến Huy hợp tác với Huỳnh Phương và Tiến Luật. Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ vướng nghi án hẹn hò với hot girl Ribi Saichi. Vào hồi tháng 1, nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Khán giả chỉ ra cặp đôi tin đồn thường xuyên check-in cùng địa điểm. Thậm chí cả hai đều chọn Nhật Bản để du lịch trong tháng 9, 2019. Ngô Kiến Huy và Ribi Saichi dính tin đồn tình cảm suốt thời gian qua.